Dũng xin được chào các bạn. Hôm nay thì Dũng sẽ thực hiện clip này hướng dẫn cho một bạn sẽ hát bài Trộm Nhìn Nhau của nhạc sĩ Trần Tử Thiên. Bài này thì Dũng nhận được rất là nhiều lời yêu cầu các bạn là hướng dẫn bài này cho các bạn với. Tại vì bài này nó tương đối là khó về cái cách hát. Đó là nó lên cao và lại còn những cái chữ đóng nó rất là khó. Thường thường là sẽ bị thắt lên cổ rất nhiều. Thì trong buổi hôm nay thì mình sẽ giải quyết vấn đề đó là cái phần hơi và kỹ thuật âm thanh sao để cho lên được, nó không bị đứt và nó có cái độ êm ái chắc chắn của âm thanh. Trong buổi hôm nay thì mình chưa nói về cái việc xử lý bài hay là cái cảm xúc gì hết nha. Mình đang hướng tới cái mà việc kỹ thuật hơi với âm thanh để chúng ta có thể hát được trong bài này. Thì các bạn cùng tham khảo nha. Cũng lưu ý một điều đó là không phải vào cái là các bạn có thể hát được luôn nha. Mà cái này nó cần một quá trình tập luyện thì các bạn mới có thể tập được thế này ha. Bây giờ thì mình sẽ tập tông si dáng thứ, các bạn cùng theo dõi nha. Em vô em hát một lần trước này. Đôi khi nha, đừng kéo lên cổ, cứ giống những ngọn sóng lướt ván đấy này, lướt ván đấy, ngọn sóng biển đấy. Khe ván em ở trên, sóng xuống em xuống, sóng lên mình lên. Cột hơi nó đều đặn. Mình dời theo ấy. Đúng rồi, cảm giác là nó đều. Hồi nãy em có cảm giác ấy, đừng có bị lún sâu hoặc là bị hở đấy nha. Đôi khi em hay. Hát luôn điệp khúc để nói cuộc đời này em. 2, 3 nào. Cuộc đời là vành chắn. Ok, thôi được rồi, dừng luôn đi. Cái bài nó hơi khó và bạn hơi bị áp lực ấy. Bình thường thì bạn có phải là luyến láy hơi được một chút để độ mềm, nhưng ở đây bạn đang hơi tập trung vào quá về cái phần hơi và phần âm thanh, nên là ở đây hơi thiếu sự luyến láy, nhưng mà mình bỏ qua cái giai đoạn luyến láy đó và tập trung vào cái chính trong buổi hôm nay nhé. Lại câu đầu tiên nào em. Đôi khi nào, em nghe lại nha này. Đôi khi chắc này, liền ở trên ngọn sóng này, trên ngọn hơi á. Đôi khi trộm nhìn em, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Một lần nữa nha em. Đôi khi trộm nhìn em, xem dung nhan đó. Chứ đó nha, ở đó nha, đừng có cho mình lỏng bên trong, hụt một cái là mình mất âm thanh liền. Xem dung nhan đó nè. Xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Em nè. Em. Ok, em nghe cho em nè. Em có lướt trên cái ngọn, vừa đóng mà vừa lướn nữa rồi. Nào, em để thế nè, cái hơi của mình nó giống như mình tưởng tượng như một cái hình cột á, hình cột thế này này. Rồi che cái nhãn này đi, bị ai giới thiệu mất tiêu. Cái hơi của mình trong người như là một cái cột hơi, ấy, cột ống á. Thì bây giờ nó sẽ chứa như sau này. Cơ hoành là một cái vách ngăn chia đôi phần ngực với phần bụng mình ra. Hướng dẫn cho các bạn luôn nha. Thì cái phần hơi, cái cột hơi của mình nó sẽ nằm, đáy của cột hơi nó sẽ nằm ngay khúc cơ hoành, và ngọn cột hơi nằm ở trên đỉnh của vào miệng, cảm giác như thế đấy. Thì khi mình hát đó là cảm giác cái cột hơi bên trong nó có độ chắc chắn, là mình hát mình ổn định cái hơi trong này này, nó giữ nguyên ổn định nhá. Thì ở trên này chỉ có còn dành cho cái phần là nhà chữ phát âm thôi. Đây nha, em nghe này. Chứ em có con này. Này. Thay đổi mỗi đây thôi, em nghe nha, phần hơi ổn định này. Em có con đôi má đào như ngày nào. Chỉ cần thay đổi nữa. 2, 3. Em có con. Một lần nữa. nữa, đừng căng nha, thoải mái và linh hoạt phần hơi. Và 2, 3. Em có con đôi má đào như ngày nào. Rồi em kể nào. Thương thâu đêm giấc ngủ. Đó, phần hơi bến giờ ổn định. Thương thâu đêm giấc ngủ xanh sao. Em có bề nào ai đón ai đưa. Ok, lại một lần nữa nhé. Đó, ở đây thì nó rất là khó về cái kỹ thuật phần hơi. Tại vì các bạn thấy đó, cái kỹ thuật âm thanh và cái cảm xúc nó là hai cái riêng nhưng mà lại gom chung trong quá trình hát. Khi mà bạn hát có cảm xúc nhưng mà bạn lại thiếu về cái kỹ thuật đó thì nó ví dụ bây giờ này, thiếu kỹ thuật thì hát lên cao là không lên tới này, bị bể, bị đứt hơi này thì cũng không ổn, đúng không? Nên là chúng ta phải song song hai cái này, hòa quyện lồng ghép vào nhau cho nó phù hợp. Giờ em lại đi kể từ khi vắng nhau đi em. 2, 3. Kể từ khi vắng nhau em như này. Đừng làm như đây. Em như hơi đều, hơi ổn định đúng không? Thì thay đổi khẩu hình, thay đổi mỗi miệng của mình để cho việc nhả chữ thôi. Kể nào em. 2. Kể từ khi vắng nhau em như này. Em như ta nắm vai lùa nhau. Thương thâu đêm giấc ngủ xanh xa. Sao hụt, sao lỏng ra đây này, đây này, này. Thương thâu đêm này, giấc ngủ lướt trên ngọn sóng rồi em. Giấc ngủ xanh sao. Em có bề nào ai đón ai đưa. Ok, mình vẫn là ý là trong buổi hôm nay mình đang hướng dẫn về phần hơi và âm thanh thôi, chưa nói về cái việc xử lý hay là cảm xúc gì nhiều ở đây các bạn nhé. Rồi, cái phần này là phần hơi khó cho nhiều bạn lắm này, các bạn yêu cầu là cái phần này hát dễ bị đứt bể lắm này. Cuộc đời em hát trước đi rồi sẽ làm mẫu này. 2. Cuộc đời này. 2. Cuộc đời. Đời bị lỏng của em này. Cuộc đời. Còn nữa mà muốn phải chắc xong mà mới đóng hả? Ừ, tức là đó, tức là nó đều hòa quyện vào em. Hồi nãy em có luyện thanh nhé, em biết cái âm thanh đổ từ tút ở trên nốt xí đổ xuống. Cuộc đời này. 2. Cuộc đời là vánh. Vách nha, vách nha, chữ vách nào không phải vánh nào. 2. Cuộc đời là em. 2. Cuộc đời. Quá ngắn phần hơi ở dưới này. Cuộc đời là này, là lỏng. Ok, là hát lên chữ là cho em nghe nhé này. Đời này em nghe này, là vách núi đó. Ok, ở trên sau đi em, đoạn trên nhé. Cuộc đời là vách chắn này, là vách chắn là sao thương. Thương em tiếng hát sao. Đều cái hơi và em. Cuộc đời này. 2. Cuộc đời. Lướt trên và bắt vững hơi nào. Là vách chắn, chắn là sao thương. Đúng rồi. Thương em tiếng. Thương căng này. Thương này em nghe nhé, chữ thương này. Thương em tiếng hát sao mùa. Một vai mưa ướt áo em, áo mộng đường biển dáng nhỏ chân đêm. Thấy khó không? Thời đoạn này rất là khó, tại vì nhiều bạn hát rất là đứt cái chỗ này. Nó hơi khó là cái nốt đã ngân dài treo cao rồi, sau là còn cái chữ đóng là vách chắn, rất là khó đóng âm. tức là chữ vách thì nhiều bạn hát là chữ vánh ấy. Rồi em làm lại nhé, cuộc đời là vách chắn nào, mình hát lời một thôi, một lần nữa em. Hai cuộc đời lướt ở đâu em nè, tưởng tượng là cái hơi đó từ đây đó, nhưng mà đừng lỏng nhé. Hai thoải mái nè. Cuộc đời là vách chắn, là sao thương thương em tiếng hát xa. Ok, nếu mà đúng mình ngân dài hơn, thực tế thì mình hát mình sẽ không ngân dài quá như thế, nhưng mà thổi lại một lần nữa nha. Hai cuộc đời rồi đều hơn này em, là vách chắn. Rồi lại câu sau nha em, câu sau bị hụt hơi. Tại vì câu đầu nó dài, câu sau lấy hơi không kịp. Lại nha em, câu đầu rồi tạm như thế, thì câu sau thương em này em nè. Là thương. Làm chữ thương em nè. Thương em. Rồi thương em nè, lướt trên ngọn hơi. Hai bạn. Thương em đi an xa. Bình thường này. Một mai mưa ướt áo, mai mưa ướt áo em, áo mỏng đường mềm dáng nhỏ cho chân đêm. Bắp bắp một lần nữa, một mai làm lần này nữa nha. Một mai là hai. Một mai nào, mai đều này. Một mai. Hơi của em đâu, ổn định nguyên cái khối hơi ở dưới đâu. Hai. Rỗng ra nha, khoang của mình rỗng xuống. Hai. Rỗng xuống lồng ngực ấy. Một mai mưa. Không, chìm quá rồi. Mưa. Đó, lướt ở trên ngọn mà em. Hai, mưa nè. Mưa ướt áo em. Rồi, áo mỏng nào. Áo mộng đường mềm dáng nhỏ chân đêm. Ok nè, hát lại một lần nữa cho em nghe nha. Một mai mưa ướt áo em nè, áo mộng đường mềm dáng nhỏ chân đêm. Một mình em một lần cuối nha. Hai. Câu nữa rồi mình sẽ up ở hôm nay này em. Cuộc đời là vách chắn nha. Rồi sau bay qua cái điệp khúc lời sau đi là vách nối ấy. Chữ nối là tường mây nha. Cuộc đời một mình em nè. Hai. Lướt ở trên này nha, đừng bị căng. Khối hơi của mình đầy mà. Cuộc đời. Ok, hai, ba. Cuộc đời là vách. Vách núi là tường mây, quê hương nắng gió đêm. Làm lại nhẹ em. Hai. Cuộc đời là hai. Cuộc đời là vách núi, là núi là sao? Núi. Rồi được chưa? Núi đi em. Rồi xong rồi nha. Là nè nè. Là tường mây. Lướt cho em. Là tường mây. Ok, một lần nữa được nha, đừng có thắt lên nè. Nào, hai, là nè. Là tường mây, quê hương nắng. Đây quê hương nè. Nè em nhìn nhé, nhìn cảm giác này em. Quê hương nắng gió đêm. Lướt ở trên thôi. Hai, ba nè. Quê hương nắng gió đêm ngày, mà anh chim vuốt cánh bay thăm thẳm. Hơi cẩn thận nha. Bay thăm. Làm lại nào, cảm xúc nhỏ xíu xíu này em. Mà anh đi 2, 3, 4 nào. Mà anh chim vút cánh bay thăm thẳm đường dài đi về thăm lòng ó cho em thả về lòng nè. Ít về thăm em được không em? Được. Thực ra thì ở trong quá trình này thì bạn đang tập luyện nên là cần phải một thời gian cho nó thuần thục những cái kỹ thuật phần hơi với âm thanh này, hát cho nó mềm âm thanh. Còn trong thời gian hiện tại thì bạn sẽ khoảng được 60%, 60-70% gì đó. Nhưng mà ở mức 60-70% cái cảm giác đã đúng thì chắc chắn hát sẽ còn bị trục trặc là đứt hơi hay lên cổ gì đó là chuyện bình thường, nên là mình sẽ phải tập làm sao để cái mức hát của mình nó mang tính ổn định, phải 90% cái cảm giác tốt lên thì mình hát tốt được. Hy vọng với buổi hướng dẫn nho nhỏ của mình sẽ giúp các bạn một phần nào ha. Cũng sẵn luôn là mình mới phát hành album Khúc Tình Xuyên Thời Gian Hà Thi Dũng. Trong album này gồm 7 bài thì các bạn cùng nghe và ủng hộ album cho Dũng nha. Có thể là lên các trang nhạc số hoặc là YouTube để cùng nghe album. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn sau nha.